chào mọi người, mình là Mèo Simi đây và trở qua trở lại video của mình và cũng như các bạn đã đọc tiêu đề. Hôm nay mình với hai cặp đôi Sim Kai, Sam Phong sẽ làm video, đó chính là thử thách hẹn hò cặp đôi. Ok, và trước khi bắt đầu video này các bạn cũng đừng quên cho một nút đăng ký nha. Còn bây giờ bắt đầu thôi, let's go. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm một thử thách, đó chính là hẹn hò cặp đôi. Yeah, thử thách 24 giờ nha. Đó. Hôm nay là có mình, Sami, Kaylan và Phong Cận. Nhưng Phong Cận đang đi set up gọi là video của ông rồi nên hôm nay cũng anh thật đẹp. Được 24 giờ không? Là từ sáng tối luôn hả? Đúng rồi, tức là hôm nay gọi là hai cặp đôi sẽ hẹn hò đôi mọi người. Oh my god. Và đây là căn phòng mình đã thuê mọi người. Ok, okay. Tôi biết chắc cả bạn không ạ? Đây là đó. Tôi không biết hát cà vạt, tôi biết là đang review nhưng mà tôi muốn yêu cà vạt chung. Đây, đang hẹn hò đúng không? Rất hợp lý. Ok, đây là cách bạn gái hát cà vạt các bạn trai. Ok, rất là dễ thương. Oh, so cute. Ủa, thật sự là mình cũng biết hát cà vạt. Ôi, hôm nay hai người mặc đồ đôi nha, từ từ, hai người mặc đồ đôi nha. Nhưng mà đeo cà vạt này phèn. Đeo cái cà vạt này nó mới xịn. Nhưng mà không biết cách hát. Chúng ta xin chào hả? Sim. Siêu nhân. Suy nghĩ liền, một mình cái cóp này hả? Cầm cái đèn liền. Wow. Áo thuật cái gì? Bùi hay là bắt chọn tình gì độc lạ bình minh thật. Trời, thấy không, hỏi tí là tiểu phẩm rồi. Yeah. Tự nhiên nó dữ vậy. Ủa, tự nhiên nó tức là thắt cà vạt kia ta. Thôi mình làm đúng đúng quy trình đi. Rồi giờ review còn phòng gì không, từ còn gì thấy thú vị không, cảm giác TV bự dữ ta. Ủa ta, TV nó bự gì vậy? Trời, nó bự quá trời. Bự quá vậy? Đó, và cái này ô đây với mọi người. Phòng tắm mà. Vô nằm thử coi nè. Toilet xin thấu mọi người. Đúng rồi, không nó đùa chứ có cái đeo rèm nha mọi người. Đó. Đó. Đây vậy. Trời ơi, bật cái đèn lên trời đứa ơi. Nó sáng rồi đúng không? Cái này mà chụp hình ứng kiểu vậy là gì ta? Ồ, được. Vô. Đó, bây giờ chuyện xịt này vô là mình chết nè mọi người. Đó, xịt vô cái là biến thành một thủy. Sao có chỗ nào một điểm gì? Có, nghĩ sao vậy? Không, cái điện tình á, vì khách sạn gì đó nó. Đây là quay mặt em nè. Tự động, tức là tối sẽ tự sáng lên luôn. Ờ, ha. Hay ta. Trong này là toilet nhưng không phải rồi. Review thử cái toilet luôn. Đâu đâu? Ờ, toilet là... À, lộ cái này là phòng tắm riêng. Phòng tắm. Đó, ok. Chà. Có gì động ta? Ban công em ơi. Ban công. Chị biết từ chị quay xong rồi. Wow. Ủa, cái này. Ôi, view đẹp, view đẹp nha. Ủa nhưng mà view đẹp nha. Sim giơ tay lên đi. Yeah. Hai tay đi. Chị cầm cho chịu chứ. Yeah. Đẹp nha, cái này đẹp nha, cái này rất đẹp luôn. Sim xoay lại chị đây nè. Ui đẹp nè. Ui chị còn không thấy gì chứ. Mình không thấy gì chưa, mọi người sẽ nhắm mắt cho mọi người. Nói chung là cảnh này mình sẽ thấy rất là nhiều thứ. Nhưng mà nói chung là mình sẽ trang cái cảnh này buổi tối như thế nào nhé. Rồi là chuyển cảnh mượt dữ chưa. Chờ tôi chuyển cái nó ra cái scene khác luôn mọi người. Thôi mặc kệ đi mọi người. Thì đây hiện tại thì mình cùng với Kai, Phong Cận cùng với Sammy Đào. Nói chung là cảnh đã có đủ hai cặp đôi rồi mọi người. Thì hiện tại thì mình đang đi dạo đây mọi người. Hello Kai Đoàn của tôi. Hello. Thì cạnh này mình với mọi người đang đi dạo khắp khách sạn để đi kiếm chỗ gì đó nó vui vui xíu mọi người. Đó, đang chụp hình check in các kiểu. Đó, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên thang máy để tới một cái nơi thật là xinh đẹp, một nơi thật là sang trọng mọi người. Đó. Và xin chào mọi người đến với Thủy Cung trong khách sạn. Mình không biết nữa, hồi nãy tự nhiên mình với hai cặp đôi này đang đi thì thấy một cái bể cá siêu bự luôn mọi người. Đó, xanh lè xanh lét luôn. Đó. Đây chính là thủy cung nha mọi người, thủy cung trong khách sạn. Ok, thôi chúng ta hãy bỏ qua cái địa điểm thủy cung này đó. Cạnh này tôi đang ngắm cái con cá đẹp quá trời luôn. Sao mọi người bỏ mình đi hết trơn luôn? Cái gì vậy mọi người? Bỏ lại tôi là sao vậy? Và căn phòng tiếp theo, trời đất ơi, treo toàn rượu mọi người, nhìn nó sang trọng dễ sợ. Và các bạn nhìn nè, một cái nơi cực kỳ sang trọng để có thể
hẹn hò với thể ăn bữa tối mọi người, nhưng rất tiếc bởi vì mình với hai cặp đôi với ta Phong Sao tới quá muộn nên tụi mình không được ăn ở chỗ đấy, nên tụi mình quyết định lên sân thượng chơi mọi người. Theo mình biết là trên sân thượng thì sẽ có hồ bơi, bể bơi mọi người. Trời ơi, hơi bị vui nha, lên trên đó nha, tôi nhảy xuống tôi bơi liền luôn đó. Và đang cạnh này chuẩn bị tới hồ bơi thì một sự kiện diễn ra rất bất ngờ. Mới ra một cái thần thần thần, trời nhạc lên cái hai ông nội này nhảy như kiểu là chưa được nhảy mọi người đó. Thì nói chung đây là không khí ở trên gọi là sân thượng mọi người, và theo mình biết là nhạc cực kỳ to luôn mọi người, nó to kinh khủng luôn đấy đó. Và trên sân thượng thì mình có thể ngắm tất cả các tòa nhà nè đó, trời ơi đẹp chưa kìa đó. Thì trên này có một cái ban nhạc người ta đang diễn đó mọi người đó, đây là ban nhạc nha mọi người. Teo 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 giật mình đó. Ok, thì nói chung là trên này thì dành cho mấy người muốn quẩy mọi người, trong khi đấy là mình đang muốn kiếm chỗ nào nó yên tĩnh để có thể thư giãn mọi người, nhưng rất tiếc chỗ này không có chỗ để thư giãn lắm, nó chỗ để quẩy mọi người. Đây nhạc rất to nha, to thàn 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 thàn. Đấy, đây là mọi người và mình cả đây mình cười vì là nhạc đúng to luôn mọi người đó. Và chào mừng các bạn đến với bể bơi đó, siêu sang xịn mình luôn đó. Cái này bể bơi hồ bơi nhở, bể bơi mọi người đó. Và nhạc rất là hay mọi người. Trời đất ơi, mà nói chứ trên này hơi bị mát nha mọi người. Trời, tôi chơi tôi cảm giác mát quá trời của đất luôn đó. Rất mát nha, và nhạc cũng rất to nha. Đấy, vừa mát, nhạc to, trời ơi, còn gì mà tuyệt vời bằng đúng không? Đấy, ok, thì cả này tụi mình đang kiếm chỗ nào đó để ngồi mọi người. Đó, thì cả này tụi mình có định ngồi ở đây một dần chân một chút xíu để đi kiếm chỗ khác đó. Nhưng mà chỗ này nó lạnh quá mọi người đó. Mát thì mát thật, nhưng một hồi nó lạnh ngắt luôn á. Đấy, thế là tụi mình cứ định đi kiếm một chỗ khác để ngồi. Và sau một lúc thì tụi mình đã tới chỗ này. Ta 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 ta. Đó, hello. Hello, hello. Sam ơi, yêu dấu. Dạ. Ủa, video của tôi mà sao mấy người thả cơm rõ ở đây dạ? Cái gì vậy? Là sao hả? Con coi đó. Trời, tôi tức ghê thì nghe đó. Tức ghê, đúng là anti Phong tôi nên anti Phong Cận nha. Vậy vẫn là anti chân chính Phong Cận ở đây nha. Đó. Ok, và sau một lúc thì tụi mình quyết định nhảy lâm ba đâm bùm 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 bùm. Đó, nhảy quá trời của đất luôn. Mình sẽ cho các bạn nghe nhạc nha. Ok, và sau khi nhảy gọi là bung chị và bung não thì tụi mình có định đặt đồ ăn để ăn mọi người đó. Nhảy nhiều quá xong gọi là rất là mệt mỏi mọi người, thế là tụi mình đã quyết định đặt gà rán về ăn đó. Nói chung là kết thúc một hành trình của một ngày nha mọi người đó, một ngày tại nói chung là một ngày hẹn hò cặp đôi mọi người đó. Thì tụi mình cũng không thấy tụi mình có đi chơi nhiều, chủ yếu là lên quậy với đi ăn đó mọi người. Nói chung là ngày đầu tiên cũng chả có gì mấy mọi người nha. Đó, ok, ăn nhom nhom nhom. Trời ơi, cái mồm bà Sim kìa, ăn gạm luôn nguyên cục gà luôn kìa. Nhưng mà cạnh này mình đang rất là đói mọi người, nên mình thực sự ăn không để ý trơn luôn. Mình cũng không biết là camera nó vẫn còn ở đây nha mọi người. Hello mọi người, tôi đang ăn miếng gà siêu bự nè. Hello hello. Đấy, đó tôi đang ăn, ông cây đó cứ quay mọi người. Nó quay lại để giữ lại kỷ niệm đó. Trời ơi, ăn giống nổi quay gì quay. Ăn nè, không là tôi ăn hết nguyên cái dĩa gà đó. Xin trân trọng giới thiệu mọi người, cận cảnh một chú gấu tuyết siêu gọi là mập mập đó, đang ăn một miếng đùi gà siêu bự đó. Cận cảnh một con quả vật gấu tuyết ăn đó, và cạnh với một con cá heo đó. Hai con quả vật đang đứng gần nhau, hai con quả vật xanh lè xanh lét, cũng có thể là anh khứa xanh và chị khứa xanh luôn đó. Cạnh này hai tụi mình ăn rất là ngấu nghiến mọi người, nom 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 đó, cắn nguyên một miếng gà bự luôn đấy. Như các bạn đã thấy, hai con quả vật đang thi nhau ăn, có ai là người ăn nhanh nhất. Đúng là một cuộc chiến một cuộc chiến thật là gây cấn đúng không hả? Rồi, đây là một cảnh tôi rất là tức giận nha. Cảnh này tôi đang lòi cái mặt tôi vô, tôi đang ăn nhăm 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 mọi người đó, bởi vì gà rất là ngon. Thì một cảnh tượng kinh dị xuất hiện trước mặt tôi. Thấy không?
video của tôi mà có cơm tóa của hai người này rồi, thấy không? Đó cái mặt tôi kìa, đó thấy cái mặt tôi không? Nổi khùng nha. Nổi điên chưa, di lắc của tôi mà vậy đó. Trời ơi là trời, mấy người có phải là còn tình người không vậy? Trời đất ơi, suốt ngày phát cơm tóa. Anti Phong Cận, đã đảo. Ok, thì nói chung là cạnh này tụi mình cũng ăn chắc cũng... À, cạnh này tôi đút lại nè, thấy chưa? Nó có qua có lại cho vừa lòng nhau đó. Thôi thì nói chung là cạnh ăn cực là mình như này thôi. Và mời các bạn đón xem ngày 2. Chào mừng các bạn đến với ngày 2 đó. Hôm nay Sumi quyết định mặc đồ xe đua đó để đua xe. Yo! Thấy chưa các bạn, thì mình đua xe ghê chưa? Ghê chưa? Ngày thứ hai là Simi phải xuất chúng đua xe, là mặc đồ đua xe là mình phải đua xe đó. Bây giờ mấy bạn thấy chưa? Đua xe vô, đạp ga liền, thấy chưa? Wow, với cái tốc độ này làm sao mà ai mà cản được, đúng không? Đấy, trời ơi, mình thấy các bạn đi xe này đúng thích luôn á. Ok, mà cạnh này sao quay ngầu vậy? Ây da, đua xe tiếp. Trời ơi, đua xe là đam mê của mình đó mọi người đó. Các bạn thấy chưa, dù đứng đằng xa mình phải cho các bạn xem kỹ năng của mình. Rầm. Lúc tôi ngã rồi, Caron vẫn ngồi đó ăn. Và sau đây, một phút tiểu phẩm xin được phép bắt đầu. Đẹp quá. Lên rồi. Đồ chất quá. Trời ơi. Ủa mà từ Sim đâu? Chắc là Sim thay đồ quá, để xíu đi. Không sao đâu. Lên đồ đẹp quá. 5 minutes later. Cũng như nãy giờ thấy hơi lâu rồi nha. Chắc là tí thôi. Tí nữa. 5 hours later. Đợi nữa là đợi ra. Không thể nào chấp nhận được, bây giờ phải gọi Sim được. Alo, đâu rồi? Alo, cái gì à? Ủa sao hồi trường mà em nói hẳn 5 phút mà sao bây giờ 5 tiếng vậy, là sao hả? Không có bộ đồ nè, trời đợi xíu đi 5 phút thôi. Lớn liền đợi xíu 5 phút thôi. Gì không có đồ 5 phút vậy ta? Vô xem không? Vô kiếm luôn. Vô. Đi. Alo, gì cấp máy ngang vậy? Người ta bảo không có đồ thiệt mà, trời cái này Tết mặc rồi, hôm bữa mặc rồi, hôm qua mặc rồi. Trời ơi, cái gì mà lâu như vậy hả? Trời ơi, 5 tiếng đồng hồ người ta mà. Thì là sao hả? Trời ơi, người ta bảo 5 phút thôi mà. 5 phút cái gì, 5 tiếng rồi đó là sao? Rốt cuộc là tại sao không có chuẩn bị kịp? Trời ơi, vấn đề là không có đồ gì để mặc, nhìn nè. Không có cái gì để mặc hết trơn á, đâu đâu mọi người. Trời, đây, còn mang đây, trời ơi, không có cái gì để mặc hết trơn á. Không có một cái gì để mặc luôn mọi người. Cái gì vậy trời ơi, cái gì mà ít đồ quá, thích đồ quá mà còn cái này nữa đây trời ơi. Không có cái gì để mặc luôn kìa, cái gì mà dày cũng lùm la vậy, có cái gì để mặc đâu đấy trời ơi. Ở áo quần các kiểu này đó, không có gì để mặc luôn, tôi ít đồ quá mà đó, hai người không, nỗi khổ tôi đó, tôi ít đồ quá mà không có gì để mặc hết trơn á đó. Nói chung là kết luận lại là không có gì để mặc hết đó, nên hai người có thể lựa tôi bộ đồ đâu, bởi vì cái bộ này nó ít quá, ít đồ á. Ok, và sau khi đánh te thua thì yep, cảnh này thì mình đang đi khoe chiếc xe siêu xe Lamborghini của người ta, nhưng mà không phải của tôi đâu, đó của người ta đó. Và đây là một cảnh mình đang chơi một cái xe gì đấy mà không biết nữa, nhưng mình thấy các bạn cái xe này rất là khó điều khiển luôn, các bạn phải điều khiển bằng cách gọi là ưỡn người tới á, nhưng mình ưỡn rất là chậm đó các bạn, thấy không, mình đi như một con rùa á. Trời ơi, video mà hẹn hò cặp đôi bất ổn nhất của tôi luôn á. Ok các bạn, thì mình nghĩ chắc video của mình như này thôi, thì các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng có lỡ quỳ cho mình biết nha. Còn bây giờ bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày tốt đẹp, và các bạn muốn mình tiếp tục làm vlog gì đừng có lỡ phía dưới. Còn bây giờ bye bye, thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều, I love you.